Nó kìa. Mày nó không mày? Đúng là con nhỏ đó mà. Mà thấy đâu có giống hình đâu. Nó đó. Vậy bây giờ tính sao? Có tính xử con bé đó không? Khùng hả mày? Giữa thanh thiên bạch nhật vậy. Tính gì tính? Trời, Đà Lạt chứ phải Sài Gòn đâu anh. Ngày cũng như đêm mà. Thôi mình đi đi anh. Đứng lại. Em. Mấy anh là ai vậy? Tìm tôi có gì không? Có người quen bảo tụi anh đi tìm Diễm Khanh. Mà có chuyện gì chứ? Hay là mình ra kia nói chuyện chút xíu nha. Nhưng đi đâu? Thì mình ra kia nói chuyện chút xíu thôi. Có chuyện gì á? Mấy anh nói đây đi. Tôi không đi đâu hết á. Từ từ đã nào. Hiện tại bây giờ Diễm Khanh đang ở đâu? Cổ ở nhà cổ chứ đâu. Sao mấy anh hỏi vậy? Có lẽ đây là người của ông Tường. Chết rồi. Diễm Khanh đang gặp nguy hiểm. Mình không thể cho chúng biết cô ấy đang ở đâu được. Nói đi. Tôi không biết. Bạn thân mà sao không biết hả cưng? Bây giờ á, qua bên kia nói chuyện. Con Diễm Khanh ở đâu? Nói đi. Có chuyện gì thì nói đây đi. Nếu không thì thôi. Tôi không biết gì hết á. Tránh ra tôi đi. Nó ngoan cố kìa. Mày đang ở đâu? Mấy anh làm gì vậy? Tránh ra tôi đi. Bớ người ta. La chi cho mệt vậy cưng. La tới sáng không ai tới cứu người đẹp đâu. Biết điều thì theo anh. Anh nhẹ nhàng với cưng ha. Còn không á, đừng trách tụi anh không biết tương hoa tiết ngọc là gì, nghe không? Nghe không? Mấy anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Bỏ người ta. Cứu tôi với. Cứu tôi ra. Có ai không? Cứu tôi ra. Mày là ai vậy? Cứu tôi với. Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi không biết gì hết mà. Mày nghe nó nói gì không mày? Ủa, em nói gì vậy? Em nói lại cho nghe được không? Tôi năn nỉ mấy anh mà. Làm ơn thả tôi ra đi. Tôi không biết gì hết thiệt mà. Không biết hả? Để anh chỉ cho em biết nha. Buông tôi ra. Làm gì vậy? Cứu tôi với. Ngoan. Ngoan. Nói đi em. Khai. Diễm Khanh về với mẹ ở Sài Gòn rồi. Ủa, mẹ của Diễm Khanh chết từ lâu rồi mà. Mày giận mặt với tao hả? Mày lừa tao hả? Tôi nói thiệt á. Mẹ Diễm Khanh vẫn còn sống. Bà ấy bên Pháp mới về. Vô Sài Gòn với ai? Đi vô trước Bách về vũ 10. Các anh thả tôi ra đi. Ông Bách là ai? Là cha dượng của Diễm Khanh ở bên Pháp á. Tôi khai ra hết rồi. Anh thả tôi ra đi. Anh nó khai ra hết rồi. Mình tha cái nó đi. Rồi tụi mình về. Vậy sao anh nói chuyện với ông Tường? Không lẽ
Mình lên đây công cốc hả mày? Ờ ha ha, em cũng ngu thiệt á. Nhưng mà không có nhưng. Thả tôi ra đi. Mày đi ra ngoài cầm cho tao. Ok, cầm cho. Anh làm gì vậy? Thả tôi ra. Mở người ta. Cô đừng nhớ. Cô đừng nhớ. Anh làm gì vậy? Buông ra. Chưa giữ con giày mà Mai Ly giờ này sao chưa thấy nó về cả. Mình tới đây là hết rồi. Trời ơi, làm sao mà mình sống được đây? Mình phải sống làm sao? Số mình sao lại khổ như vậy? Mình không còn muốn sống nữa. Mình đã hại luôn Diễm Khanh rồi. Đồ phản bạn. Bạn bè như mình chết đi cho rồi. Gió vẫn hát, giọt nắng đã tan, chỉ thiếu em mà thôi, nơi đời thông vẫn xanh màu. Ngày tháng tiếp nối, chiều xuống thấp thoáng, chỉ có anh và anh trong màn đêm mong chờ tia nắng. Tia nắng em đã mang đi xa, em hứa mang hơi ấm quay về, anh vẫn tin một ngày chúng ta sẽ lại có nhau. Ngày chia tay hai ta trao nhau từng lời hẹn ước khắc sâu, dù mai đây xa xôi phương nào thì mình vẫn nhớ tới nhau. Tình đôi ta đang trao cho nhau mãi mãi luôn đậm sâu, cho dù ta đi đâu về đâu thì tình yêu không. Ngàn thông xanh nay anh trao em từng lời, từng ngày vẫn nhớ tới em. Ở nơi kia em ơi vui không có. Chào Khanh. Qua đây ngồi đi. Định rủ Khanh đi uống nước, nhưng chắc không được rồi, đúng không? Mẹ tôi không cho tôi đi đâu đâu. Ở nhà nghe nhạc cho đỡ buồn. Ừ, vậy cũng tốt. À, hôm bữa tôi có ra Đà Lạt quay hình, có gặp Miley. Nhìn cô ấy cũng dễ thương lắm đó. Chỉ là cũng dễ thương thôi hả? Ừ, rất là dễ thương, được chưa? Phải vậy mới được chứ. Mới thoạt nhìn thấy Miley thật yếu đuối, nhưng tiếp xúc lâu
thấy cô ấy là một cô gái rất có nghị lực. Tiếp xúc lâu? À, hôm bữa tôi đi chung với Lý Lệ. Cô ấy rủ tôi đi tìm anh Khang. Gặp Miley đi giao hàng thêu, không tìm được anh Khang nên Lý Lệ nói khùng với Miley đó. Có chuyện đó nữa sao? Nhưng mà Lý Lệ giận anh Khang thì có liên quan gì tới Miley chứ? Chắc lúc đó anh Nam Quang khó xử lắm hả? Thật là kinh khủng. Tôi không thể nào chịu đựng nổi tính tình của Lý Lệ. À, bây giờ tôi với Miley là bạn rồi đó. Thiệt hả? Mà tôi còn ăn cơm chung với gia đình của Miley nữa. Vậy nữa sao? Tôi thấy tính cách của anh với Miley đó cũng hợp nhau lắm á. Anh có nghĩ giống tôi không? Tôi không chắc. Tại vì tôi nói chuyện với Miley cũng rất là vui. Miley tính cách mạnh mẽ hơn tôi nhiều, mà có nhiều cái hay lắm, tôi thích lắm. À, mà Miley rất là thần tượng anh Quang đó nha. Vậy đó hả? Ừ. Lúc mà chưa gặp anh Quang ở ngoài đời á, Miley đã có cảm tình với anh rồi. Trong số nam ca sĩ á thì Miley chấm anh Quang số 1 đó. Còn sau này á, tôi chưa cập nhật thông tin. Sao Khanh không chịu nói cho Quang biết sớm, để Quang có thể tặng cho Ly một bó hoa thật là to. Bây giờ vẫn chưa có muộn mà. Của Miley á, giống như là thần giao cách cảm vậy. Alo, Khanh nè. Trời ơi, hay quá vậy. Khanh với anh Quang đang nói chuyện về Miley á. Khanh ơi. Nè, Ly sao vậy? Sao Ly khóc vậy? Mình xin lỗi. Bình tĩnh nói cho Khanh nghe. Có chuyện gì vậy Ly? Sao? Người của ông Tường tới tìm Ly, hỏi chuyện của Khanh. Họ đã hãm hại trời mình. Trời ơi, có chuyện như vậy nữa hả? Khanh hại Ly rồi. Ly ơi, bây giờ nè, Ly bình tĩnh nha, đừng có làm chuyện gì dại dột nha. Bình tĩnh đi, yên tâm đi. Khanh sẽ ra với Ly liền. Đừng có làm chuyện gì dại dột nha. Nè Ly. Mình xin lỗi. Rồi. Ừ. Miley nói Miley bị người của ông Tường bắt đánh, rồi làm nhục. Vì đau quá cho nên là đã khai ra chuyện của tôi rồi. Ủa, mà ông Tường làm sao biết Miley mà bắt? Anh có nhớ cái lần mà Lý Lệ chạm trán với Miley không? Có anh nữa đó. Rồi sau đó anh đưa Miley về nhà nữa, anh nhớ không? Lý Lệ này ghê thiệt, dám tham gia cả chuyện hai người, càng ngày càng quá đáng. Tôi biết tính Miley mà, chuyện này sẽ làm cho Miley dằn vặt nhiều lắm. Tôi nóng ruột quá, có lẽ là tôi sẽ ra ngoài đó đó. Tôi nói cho anh hay là bởi vì anh cũng thân với Ly. Anh có đi với tôi không? Đi một mình tôi sợ lắm. Tôi á thì sao cũng được, nhưng sợ gia đình Khanh không cho Khanh đi. Gia đình Khanh đã bị lộ, giờ Khanh đang trong tình trạng nguy hiểm nữa. Nhưng mà bỏ mặc Miley lúc này tôi không có yên tâm. Miley đã vì tôi mà bây giờ tôi không có bên cạnh Ly. Bạn bè vậy coi sao được. Vậy Khanh tính tiền nào Khanh đi? Bây giờ mẹ tôi với Dượng không có ở nhà, lát nữa mẹ về tôi sẽ nói với mẹ. Dạ con chào cậu. Chào cậu. Chào chú. Chào cháu. Mẹ với Dượng ngồi đây luôn đi. Mẹ, Dượng, con có chuyện này muốn nói với hai người. Miley mới vừa gọi điện cho con. Miley nói là bị người của ông Tường bắt, rồi đánh, rồi làm nhục nữa. Cho nên là bây giờ đi hoảng loạn dữ lắm. Mẹ cho con ra với Ly nha mẹ. Dượng. Không được, mẹ thấy tình huống đang rất là nguy hiểm. Biết đâu ông ta đã cho người theo dõi nhà bạn của con. Con ra đó họ không để cho con yên đâu. Nhưng mà Miley á. Không, mẹ muốn ngay từ bây giờ con không được đi đâu hết. Mẹ. Cô Bách nói đúng đó Khanh. Bây giờ Khanh mà ra đó là nguy hiểm lắm. Cứ ở nhà đi, để tôi đi cho. Tôi ra đó rủ Miley đi chơi cho khuây khỏa. Anh không có biết cái gì hết á. Thật sự là Miley trời ơi, thiệt tình à. Mẹ, con phải đi ra đó mới được. Mẹ cho con đi nha mẹ. Con à, mẹ với Dượng đang lo rất là nhiều công việc.
Con đừng để cho mẹ phải lo lắng cho con thêm nhiều nữa. Mẹ cấm con không được đi ra ngoài đó. Mẹ, Miley ơi, Miley, Miley ơi, dạ con chào Dì. Con là Nam Quang, con ở Sài Gòn xuống, con tới đây để gặp Ly. À, vô đi cháu. À, con lên đây để an ủi Miley. À, mà Diễm Khanh cô cũng nóng ruột lắm. À, cô cũng muốn lên đây nhưng con thấy tình hình còn nguy hiểm quá. Ừ, cô nhờ con lên an ủi Ly. Hay tin nó bị tai nạn Dì cứ bàng hoàng, mà Dì không tin là thời buổi này lại có những con người thật tàn nhẫn, họ coi thường pháp luật đến như vậy. Qua nay nó cứ nằm một chỗ, biểu đi đâu cũng không chịu đi hết. Có con ra như vậy Dì mừng lắm. Thôi để Dì vô kêu nó ra tiếp con nha. Dạ. Con ngồi đây chơi nha, để Dì lên kêu nó xuống tiếp con. Dạ con cảm ơn Dì. Không còn nhận ra Ly nữa. Ly thay đổi nhiều quá. Diễm Khanh đã kể chuyện với anh rồi phải không? Ừ, cô cũng nóng ruột lắm. Nhưng tình thế bây giờ của cô, Ly hiểu mà. Khanh mà ra đây lần này Ly lo lắm, nên Ly mới báo Khanh để Khanh đề phòng mà. Tội của Ly, cả nhà Diễm Khanh xử cũng chưa hết tội đâu. Lúc đó nếu Ly mà chết được thì Ly cũng không từ chối đâu. Chứ sống mà nhục như thế này Ly chịu không nổi. Có gì đâu mà nhục, mọi người thông cảm với Ly mà. Ly cũng là con gái yếu đuối mà, bị đòn đau như vậy làm sao mà chịu nổi. Nếu như Quang thì Quang cũng làm như Ly thôi. Diễm Khanh không có trách Ly đâu. Diễm Khanh gọi này Ly. Alo, tôi nghe đây Khanh. Alo, anh Quang hả? Anh đang ở đâu vậy? À, anh đang ở nhà Mai Ly. Em có muốn nói chuyện với cổ không? À, thôi, thôi khỏi đi. Tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với anh thôi à. Nhưng mà anh nghe thôi chứ anh đừng hỏi lại nha. Ừ. Bây giờ anh phải thuyết phục Ly đi thành phố với anh. Mẹ tôi vừa mới nói nên tôi mới nghĩ ra thôi à. Anh lấy cớ là tôi muốn Ly tới nhà tôi chơi. Anh nói sao cũng được hết trơn á, miễn là Ly chịu đi thôi. Anh có tài thuyết phục lắm mà đúng không? Ừ, được rồi, anh sẽ cố gắng. Nhưng được hay không thì anh không dám chắc nha. Ừ. Chào anh. Chào Khanh. Anh Quang,
Ly. Ly. Đi đây, Khanh cất cho. Anh Quang. Đi. À, Khanh làm vậy mình ngại quá. Mẹ, Dưỡng, đây là Mai Ly nè. Chào cháu. Chào hai bác. Con chào cô chú. Chào con. Cháu đã đưa Mai Ly xuống đây cho Khanh. Giờ cháu xin phép cháu về. Anh Quang, tối nay anh có diễn không? Tôi định ở trên đó lâu nên đã quỷ hết show rồi. Mà có gì không Khanh? Vậy thì hay quá. Tối nay anh rảnh á thì tới đây đưa Ly đi chơi cho Ly biết thành phố nha. Vậy hả? Khoảng 6 giờ tôi qua đó hai người đi ăn ha. Em cảm ơn anh Quang nha. Thôi giờ mình lên phòng Khanh nha. Dạ, cháu cho phép cô chú cháu về. Cảm ơn cháu. Dạ. Nè, Ly chọn đi. Thôi, Ly ăn gì cũng được mà. Khanh với lại anh Quang chọn đi. Ly sao vậy? Ăn uống không được phải không? Đã nói á, chuyện không có gì ghê gớm. Ly mà không nói thì trước sau gì ổng cũng biết thôi à. Với lại bây giờ á, Khanh cũng đã có Dượng với mẹ rồi, Khanh không có sợ ổng nữa đâu. Mà đã nói vậy rồi sao buồn hoài vậy? Ly có buồn gì đâu. Anh Khang kìa Khanh. Khanh. Ủa, em lên thành phố hồi nào vậy Ly? Dạ, em mới lên hồi chiều. Thôi, anh Khang ngồi chung luôn đi. Em lên trên đây rồi chừng nào về vậy? Cô ở đây chắc sẽ lâu đó. Em mới đưa cô xuống mà. Ủa, hai người quen nhau hả? Dạ, hai em cũng thân lắm. Vậy sao? Lâu rồi không gặp anh Khang. Anh có sáng tác thêm bài mới nữa không vậy? Dạo này anh lu bu công việc lắm, không còn tâm trí sáng tác nữa. Ly à, em vô đây rồi ở đâu? Dạ, em ở nhà Diễm Khanh. À, không mấy khi em vào thành phố. Ngày mai có buổi giao lưu ở nhà hát. Anh mời em và Nam Quang đi nha. Có gì anh gửi vé cho em. Ủa, mời em với anh Quang thôi hả? Ừ, thì sao? Kỳ vậy. Sao không mời Diễm Khanh? Khanh bận lắm, không có rảnh đâu mà đi mấy chuyện dớ dẫn. Anh chỉ mời những người bạn mà thôi. Ai không phải là bạn thì không bao giờ anh mời. Dạ lại dễ mời hiếm lắm. Không khí đây ô nhiễm quá. Tôi xin phép về trước. Ô Khanh. Kìa Khanh. Khanh. Xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc vui của hai người nha. Mai gặp lại nha. Anh qua bên kia. Dạ em chào anh. Ủa, vậy là sao anh Quang? Bây giờ mình phải làm sao? Phải tìm cách giữ Khanh ở lại. Anh biết cô không bỏ gì thiệt đâu. Vậy hả? Thôi, em ngồi chờ anh chút nha. Anh Quang. Sao kỳ vậy? Khanh à, sao chuyện như vậy mà Khanh không nói với Ly? Từ trước tới giờ Khanh đâu có giấu Ly chuyện gì đâu. Chuyện gì Khanh cũng kể cho Ly nghe mà. Khanh không có giấu, nhưng mà thiệt tình Khanh không muốn nhắc tới anh ta. Cứ nhắc tới tên anh ta là Khanh muốn khùng lên à. Mà nhắc tới nhắc lui hoài á, Khanh khùng thiệt đó.
Anh Khang mà thích cô nàng dị hợm đó là kỳ lắm rồi. Mà chỉ vì cãi nhau với Khanh mà xoay qua cô ta là còn kỳ hơn nữa. Đâu có gì đâu mà kỳ. Trước mắt anh ta yêu Lý Lệ, anh ta sẽ có một gia tài đồ sộ. Còn mà yêu Khanh, Khanh không có gì hết á. Cho nên anh ta đâu có ngu mà chọn Khanh. Ly nghĩ anh Khang không phải là người như vậy đâu. Ly à, Ly khờ quá. Ly sống trong êm đềm chứ không có sóng gió như Khanh, nên Ly không có hiểu chuyện đời đâu. Mà thôi đi, đừng nhắc tới anh ta nữa. Tự nhiên nhắc tới là căng thẳng à, không có muốn nói tới nữa. Mà Khanh à, thời bây giờ con trai có quan trọng chuyện trong trắng của con gái không? Họ có còn phong kiến như hồi của ba mẹ mình không? Theo Khanh thì họ còn không vậy? Thôi mà Ly, không có gì đâu, không có sao hết nha. Đừng nghĩ tầm bậy nữa. Thôi mà đừng có buồn nữa mà, không có sao đâu. Chuyện gì rồi cũng qua thôi mà. Thì phải ráng lên, đúng không? Đi. Anh uống nước đi. Ly sao rồi Khanh? Ly đi chợ với chú Mười rồi. Tôi cố tình xúi Ly đi chợ để nói chuyện với anh á. Chuyện con gái nói với anh thì cũng kỳ thiệt, nhưng mà nếu mà lúc này không nói với anh á, tôi cũng không biết nói với ai hết á. Mẹ với Dượng tôi á thì lúc này phải lo chuyện kiện tụng, không có quan tâm gì tới tôi. Cho nên mà tôi nghĩ á, anh thân với Ly chắc cũng coi như bạn được ha. Lại có chuyện gì nữa hả? Khanh nói đi, tôi giúp cho. Chuyện kinh khủng lắm, không thể nào tưởng tượng được. Ly nó bị sốc, nó sốc tới mức nó muốn tự tử luôn vậy đó. Mà tôi nghĩ trong hoàn cảnh này thì chuyện chết còn sướng hơn là sống nữa. Ông ta đúng không phải là người mà. Nếu mà là người á thì đâu có quá đáng như vậy. Nhưng chuyện quan trọng bây giờ là trấn an tinh thần và chăm sóc cho Mai Ly. À, chúng ta phải báo công an chuyện này mới được. Nghiêm trọng dữ vậy hả? Mà báo công an để làm gì? Thôi đừng báo. Báo á, nhiều người sẽ biết, xấu hổ lắm. Tôi nói với anh á là tại vì tôi nghĩ anh thân với Mai Ly, với lại á anh là con trai nên không có nhiều chuyện. Mà con trai á thì nói lên tâm lý của con trai, tôi nghĩ Mai Ly sẽ tin á. Không được, Khanh khờ quá vậy. Phải để cho pháp luật trừng trị tụi nó. Tụi nó phải nhận lãnh hậu quả của tụi nó làm chứ. Mai, Khanh hãy thuyết phục Ly đi đến bệnh viện, càng nhanh càng tốt. Đến bệnh viện để làm gì chứ? Để bác sĩ khám cho cổ và xét nghiệm HIV để phòng trường hợp mang thai nữa. Chuyện kinh khủng đến vậy sao? Tôi không thể nào hình dung được. Mà sao anh rành quá vậy? Anh có quan trọng quá vấn đề không vậy? Khanh khờ hơn tôi tưởng đó. Chẳng lẽ Khanh không hề biết chuyện này sao? Hai cô đều khờ như nhau đó. Cũng may á là Khanh kể cho tôi biết sớm, nếu không thì Mai Ly mang quả rồi. Tôi không ngờ chuyện lại kinh khủng như vậy. Hậu quả đến mức như vậy sao? Tôi không ngờ Ly lại gặp chuyện như vậy. Nếu mà Ly nó biết á, chắc Ly nó tự tử luôn á. Nhưng mà trời ơi, tôi chịu không nổi luôn á. Khanh hãy bình tĩnh lại đi. Bây giờ Khanh sợ thì làm sao động viên cho Ly được. Bắt đầu từ bây giờ hai cô hãy nghe lời tôi. Nhưng mà tôi... Khanh đi đâu vậy? Tôi đi vô nói chuyện với Ly. Ly đi chợ rồi mà. Tôi quên nữa. Khanh bị làm sao vậy? Tôi sợ quá. Tôi có cảm giác như là Ly sắp chết đến nơi rồi mà tôi cứu không được. Cái bọn khốn nạn, tụi nó có biết tụi nó đã làm cho người ta khổ sở như thế nào không? Nhưng bây giờ
chuyện của tụi nó mình khỏi tính đã. Khanh, hãy mau khuyên Miley đi đến bệnh viện. Ngày mai tôi sẽ đến đón hai người. Sao? Có chuyện gì mà cậu hẹn tôi ra đây vậy? Em mới vừa từ bệnh viện về. Bệnh viện phụ sản. Cái gì? Cậu vô bệnh viện phụ sản hả? Ý em là em đưa Miley và Diễm Khanh tới đó. Diễm Khanh? Tại sao Diễm Khanh lại vào trong đó? Chẳng lẽ một người ngây thơ như cô ta lại làm chuyện dại dột phải đi giải quyết? Nhưng tại sao cô ta lại nhờ cậu đưa đi? Cậu có mẹ rồi mà. Không phải là Diễm Khanh mà là Miley. Anh thân với gia đình của Lý Lệ. Vậy anh có biết ông Tường, bố vợ tương lai của anh là người như thế nào không? Ông Tường cho người truy tìm tung tích của Miley. Gia đình họ bắt cóc Miley để tra khảo về những thông tin của Diễm Khanh. Sau đó Miley đã bị cưỡng bức. Anh cũng biết đó. Đó là hai cô gái rất là ngây thơ, thánh thiện. Làm sao mà chịu nổi cú sốc này chứ? Cô ấy không tự tử là may mắn lắm rồi đó anh. Vậy sao? Thật sự em không hiểu trong đầu anh đang nghĩ gì nữa anh Khang. Anh có cảm thấy ghê tởm không? Nhưng em vẫn nói cho anh biết, để anh hiểu rõ hơn về gia đình của Lý Lệ. Tình yêu mà đã không đúng chỗ sẽ đầu độc anh đó anh Khang à. Nhất là một người đa cảm như anh. Cảm ơn cậu đã cảnh báo tôi. Như kể cũng lạ thật, tình yêu cũng có thể làm cho người ta thay đổi đó. Em có thay đổi gì đâu anh Khang. Mình thay đổi thì không bao giờ tự nhận thấy ra, chỉ có người ngoài mới biết được thôi. Ít ra thì tôi thấy cậu càng ngày càng sâu sắc hơn, bản lĩnh hơn. Như vậy cũng tốt. Hãy cứ như vậy mà sống đi. Em cảm ơn anh. Cậu xem đi, đây là cấu trúc quản lý của công ty. Dạ. Cậu xem mà tham khảo. Dạ, con sẽ cố gắng ạ. Nếu cậu làm việc tốt thì tôi sẽ thăng chức và sẽ chỉ cách cho cậu làm ăn. Cảm ơn bác rất nhiều, con sẽ cố gắng hết sức, không làm phụ lòng bác ạ. Ở trong kinh doanh á, không có ai nói suông như vậy đâu. Dạ, con biết. Xin lỗi nha. Bác cứ tự nhiên. Alo, tôi nghe. Vậy sao? Tôi biết rồi. Rồi, hẹn gặp lại. Bộ có chuyện gì sao bác? Tôi có một cái hợp đồng cần phải ký, nhưng phải về miền Tây. Chắc là phải hủy hợp đồng này quá. Hay là bác để con đi thử xem, nếu bác tin tưởng con. Cậu muốn đi thì sao? Dạ, nếu như bác đã tin tưởng con rồi thì cũng nên cho con một cơ hội đi thử sức chứ. Bác không tin tưởng con thì cũng phải, tại con là lính mới mà. Không phải tôi không tin cậu, nhưng mà thôi được rồi, tôi để cậu thử. Dạ, cảm ơn bác nhiều ạ. Không cần phải cảm ơn, miễn là cậu làm tốt công việc là được rồi. Thời gian và địa điểm tôi sẽ báo cho cậu sau. Dạ. Cậu ra ngoài làm việc đi. Thưa bác, con đi. Chào. Thank you.
À, tôi định đem hồ sơ lên cho sếp ký tên, nhưng mà tôi thấy hình như ở trọng có khách. Ừ, thôi để tí nữa tôi đem lên sau vậy. Có phải hai cậu đánh con bé nó dữ quá cho nên nó khai bừa không? Thông tin này tôi phải kiểm tra kỹ lại mới được. Mệt ông quá. Tôi nói nó khai thiệt. Nó nói là bà Nhã về chung với ông chồng, mà nó nói chính xác là từ Pháp về nữa. Con bé có nói là hai người đó đang ở đâu không? Nó chỉ nói là nó không biết. Nó không biết địa chỉ nhà gì hết. Nó chỉ biết là đám người đó về thành phố vậy thôi. Thành phố. Anh thân với gia đình của Lý Lệ, vậy anh có biết ông Tường, bố vợ tương lai của anh là người như thế nào không? Ông Tường cho người truy tìm tung tích của Mai Ly, gia đình họ bắt cóc Mai Ly để tra khảo về những thông tin của Diễm Khanh. Sau đó Mai Ly đã bị cưỡng bức. Anh cũng biết đó. Đó là hai cô gái rất là ngây thơ, thánh thiện, làm sao mà chịu nổi cú sốc này chứ. Cô ấy không tự tử là may mắn lắm rồi đó anh. Anh yêu. Thì ra là anh đang ở nhà. Sao em đến trễ vậy? Thì em phải đến trễ để kiểm tra coi có thật sự là anh ở nhà hay không. Nếu anh không có ở nhà thì sao? Anh mà không có ở nhà hả? Làm giận anh luôn cho coi. Dữ gì hả? Em định cấm cửa anh hả? Anh thấy mình bắt đầu khổ rồi đây. Có gì đâu mà khổ. Tại vì em yêu anh cho nên em sợ mất anh chứ bộ. Chứ không phải hả? Bạn trai của em á, vừa đẹp trai nè, vừa phong độ nè, trời ơi lại là một nhạc sĩ nổi tiếng nữa. Em còn mê, muốn chi là mấy con nhỏ kia. Nói như vậy là em không tin anh rồi. Đâu có. Không phải. Cái đó không phải là em không tin anh, mà là em sợ mấy con hồ ly tinh kia nó cướp mất anh thôi. Em nghĩ có người hơn em hả? Trời, em thách đó. Em thách đứa nào dám lấy được cái của em á. Nhưng mà em cũng phải phòng thủ chứ. Anh. Anh có biết là em yêu anh nhiều dữ lắm không? Dĩ nhiên anh biết chứ. Lúc ở bên anh em cảm thấy hạnh phúc lắm. Xin mời. Xin mời. Mời sự hợp tác thành công tốt đẹp. Nghe nói cậu là lính mới của anh Từ hả? Dạ, cháu chỉ là lính tập sự mà thôi. Mong hai chú giúp đỡ cho. Nếu có gì sai sót mong hai chú bỏ qua. Đừng khẩn trương quá cô em. Kinh doanh cũng đơn giản thôi mà, ráng thêm học hỏi. Dạ, được mấy chú nâng đỡ là cháu mừng lắm à. Cậu đã được anh Tường tin tưởng đưa đến đây, chứng tỏ cậu cũng có năng lực thực sự lắm. Cố gắng lên nha cậu em. Cháu còn phải học hỏi rất là nhiều, mong hai chú hãy chỉ giáo cho. Tôi thấy cậu cũng ham học hỏi lắm. Ok, khi nào rảnh cứ tới tìm tôi. Dạ, cháu hứa sẽ đến mà. Nghe nói cậu là con rể tương lai của anh Tường phải không? Vậy sau này anh khỏi lo không có người nối nghiệp rồi. Anh có con rể tài giỏi như vậy còn đòi hỏi gì nữa. Dạ, cháu chỉ là lĩnh mới thôi. Chú quá khen rồi. Thanh niên bây giờ tài giỏi lắm nha. Cậu ráng theo anh Tường học hỏi chắc chắn thành công á. Dạ, cháu xin cảm ơn sự chỉ giáo của hai chú. Thôi chúng ta nâng ly ha. Mời. Dạ xin phép.
Anh về rồi đó hả? Ừ. Bà đếm tiền thắng bài đó hả? Đúng rồi. Mà không hiểu sao bữa nay em hên dễ sợ. Đánh tới đâu là thắng tới đó đó anh. Công chuyện thì bù đầu, tôi còn phải lo tìm cô Khanh nữa. Bà ở nhà rảnh rỗi quá đi đánh bài, hết nói nổi. Trời đất ơi, anh nói hay sao vậy? Hở ra là trách móc em à. Em còn lo hơn anh nữa kìa. Đúng rồi, lo quá. Lo xòe bài thì có. Trời đất ơi, anh không biết gì hết á. Cái này là tại vì em lo lắng quá mà em không biết giải quyết làm sao, cho nên em đi đánh bài cho nó khuây khỏa. Chứ bây giờ cứ để trong đầu riết rồi em đi làm sao? Nói chuyện với bà chán chết, lúc nào á cũng giành phần thắng về mình. Thôi nha, không có kiếm chuyện với em nữa rồi nha. Thôi bỏ chuyện đó đi. Tôi muốn hỏi bà chuyện này. Bà thấy thằng Khang á, nó làm sao? Thế nào là sao? Ủa, anh nói vậy là sao hả? Ý tôi á là bà thấy thằng Khang có đáng tin tưởng không? Trời đất ơi, nó sắp làm con rể của mình rồi mà còn hỏi tới hỏi lui mấy chuyện đó nữa. Nghi ngờ chi vậy? Chuyện làm ăn đâu phải nói tin là tin chứ. Nhưng mà nó làm gì cũng được lắm. Đối tác của tôi khen nó lắm. Thì đúng rồi, thằng Khang là thằng có tài mà. Anh yên tâm đi, mai mốt anh để lại công ty cho nó, không có lo gì hết trơn. Cái gì cũng phải có thử thách. Tuy nó có tài thiệt, nhưng tôi cũng phải để ý tới nó. Muốn tôi tin tưởng đâu phải dễ vậy ba. Ủa, anh mắc cười thiệt á. Đã nói nó có tài rồi thì có gì đâu phải lo. Mà em nói thiệt nha, nó giàu quá trời, nó cần gì công ty của mình. Mắc cười quá. Đúng là đàn bà phụ nữ không hiểu gì hết. Em ăn đi. Dạo này anh thấy em gầy lắm đó. Anh mà biết quan tâm em ngày nào cũng vậy á hả? Mai mốt em hết gầy luôn. Ừ? Bộ bình thường anh không quan tâm em hả? Ừ, ý em không phải vậy mà. Em phải thông cảm cho anh chứ. Dạo này công việc của anh bận lắm. Anh vừa phải sáng tác, lại lo những show cho em diễn nữa, lại còn đi theo ba em học hỏi nữa. Em thấy á, hay là anh bỏ sáng tác đi. Sáng tác làm gì nữa? Ừ? Bây giờ anh vô công ty ba em, học theo ba em là được rồi. Không thể nào, anh không bỏ được công việc đó đâu. Sao vậy? Thứ nhất á, là anh chưa rành về kinh doanh, cho nên chưa thể bỏ hẳn sáng tác được. Anh còn phải nhờ nó kiếm sống và lo cho em nữa. Thứ hai á, là anh phải bám vào nó, để đứng sau lưng em, chống lưng cho em. Anh tốt với em quá. Tụi mình sắp là người một nhà rồi. Anh không lo cho em, vậy lo cho ai nữa bây giờ? Nếu vậy, hay là anh khỏi kinh doanh đi. Bởi vì trước sau gì ba cũng để lại tài sản cho mình thôi. Cái đó càng không được, tại vì anh thích kinh doanh một mình. Vì vậy mà anh càng phải học hỏi nhiều hơn nữa. À mà thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Khi mà đi chơi với em á, thì anh không muốn nhắc đến công việc đâu. Vậy thì em không nói nữa. À quên nữa. Dạ. Anh phải lên Đà Lạt lo một số công việc, vì vậy mà không có đi chơi với em được đâu. Anh lại đi nữa hả? Anh đi sẽ nhanh về thôi mà. Anh đi như vậy em nhớ anh chết luôn á. Anh chỉ đi có 2 ngày thôi được chưa? 2 ngày là em cũng đủ nhớ đến chết rồi. Thôi được, anh về sẽ có quà cho em. Anh hứa đó nha. Anh hứa mà. Anh mà quên là em giết anh đó. Thôi em ăn đi. Dạ. Anh cũng ăn đi. Em ăn đi. Mua ủng hộ giùm đi cô. Lần này không thoát được đâu. Wow.
Ngủ hồn, tưởng bị lộ chứ. Nó ở nhà này, vậy mà bữa giờ tìm hoài không thấy. Mời bác. Ừ. Ông khách này rất là sợ. Nếu ký được hợp đồng này thì công ty mình sẽ có thêm danh tiếng ở nước ngoài. Ông ta hứa sẽ giới thiệu sản phẩm của mình rộng rãi. Nói chung là hợp tác với ông ta là có triển vọng lắm. Dạ. Ông khách này là đối tác mới hả bác? Không. Ông ta là khách du lịch, tình cờ ghé công ty của mình có ý định muốn đặt hàng. Bác nè, nếu như mà bác tin tưởng con, con mong bác cho con một cơ hội nữa nha bác. Cậu có vẻ tự tin đó. Thôi được, để tôi xem cậu sẽ làm gì với ông ta như thế nào. Cảm ơn bác. Ừ. Con mời bác. Chào anh. Xin lỗi, tôi bận quá nhiều việc nên tới trễ. Mời ngồi. Giới thiệu với anh, đây là Hiểu Khang, con rể tương lai của tôi. Còn đây là chú Bách, và là người tôi đã nói với cậu đó. Con chào chú. Vậy cậu sẽ là con rể tương lai của gia đình rồi. Sướng thật, cả một tương lai sáng lạng đang chờ cậu. Thôi, đừng có nói chuyện gia đình của tôi nữa, mình dùng bữa đi. Hôm nay là bữa cơm thân mật mà, mình cũng cần tìm hiểu về gia đình một chút chứ. Cảm ơn. Chú nói chuyện đó cũng thú vị lắm mà. Cậu cũng thích tôi tìm hiểu về gia đình của anh Tường à? Dạ, ý của con là... Ý, thôi, mình dùng bữa đi, rồi sau đó muốn nói gì nói cũng được. Mời, mời, mời. Trời đất ơi, đi đâu vậy không biết, giờ này chưa chịu về. Đi đâu nữa vậy không biết nữa. Anh, sao về trễ vậy, em chờ anh suốt từ chiều tới giờ đó. Ngồi xuống đây, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh nè. Chuyện gì? Em nói lẹ đi. Hồi trưa nay em đi chợ, anh biết em gặp ai không? Ai? Bà vú của con Diễm Khanh đó. Bà vú hả? Nhưng mà em gặp ở đâu vậy? Thì đi chợ phải gặp ngoài chợ chứ ở đâu. Rồi em có đuổi theo không? Dĩ nhiên là có rồi. Theo dõi để biết chỗ ở của bà ở đâu. Tôi muốn biết á, người đứng sau lưng của con Diễm Khanh là ai. Nè, hả? Em có biết chuyện gì chưa? Gì vậy? Con Mai Ly nó khai bà Nhã mới ly dị với ông chồng. Khó hiểu thiệt. Bà ta chết rồi mà. Rõ ràng là xác bà ta anh em đi thiêu rồi đem về. Làm sao bà có thể sống để về được chứ? Trời, không lẽ bà hiện hồn về hả? Giờ này mà nói chuyện ma cỏ. Phải tìm hiểu sự thật thôi. Tôi muốn biết bà Nhã đó là thật hay giả. Tôi phải lên Đà Lạt một chuyến mới được.
Anh Khang, dạo này anh có hay gặp Diễm Khanh không vậy? Em nghe nó kể là bây giờ nó đang bị mẹ nhốt trong nhà suốt à, than dữ lắm. Vậy sao? Dạ. Hôm rày mọi người bế tắc vì không có cách nào để mà kiện ông Tường. Tao đã nói trước rồi mà, lúc tao cản thì không ai nghe, bây giờ thấy rồi đó. Thì mọi người cũng muốn giải quyết sớm cái chuyện này thôi, nhưng mà đâu có ngờ là không tìm ra chứng cứ phạm tội của ổng đâu. Đúng là con cáo già. Biết được á là ổng giết người để chiếm đoạt tài sản, vậy mà không có một bằng chứng nào để mà kiện ổng hết. Tự họ gây ra thì họ phải chịu thôi, chuyện gì đâu phải cứ nôn nóng là được. Cũng may là tao không dính dáng gì đến chuyện này. Trời ơi, Khang. Trời đất ơi. Ủa anh nói cái gì vậy anh Khang? Sao tự nhiên anh thờ ơ dữ vậy? Không phải là anh quan tâm tới Diễm Khanh lắm hả? Trước đây thì có, nhưng bây giờ thì hoàn toàn không. Sao vậy? Tôi và cô ta có hợp nhau đâu. Hiện tại thì chuyện ai nấy lo, mà tôi cũng không rảnh để lo cho cô ta nữa. Quan tâm Lý Lệ là điều ưu tiên của tao bây giờ. Trời ơi. Em, bình tĩnh. Mày điên hả Khang? Mày có biết là mày đang nói cái gì không? Mày đừng có binh vực Diễm Khanh quá. Tao đã chán ngấy cái tính ương bướng của cô ta rồi. Mày không thấy rõ là tao với cô ta không hợp nhau sao? Không hợp nhau. Không hợp cũng không có nghĩa là mày bỏ Diễm Khanh để mày đến với Lý Lệ. Hai cô gái đều có những nét dễ thương riêng. Trước đây tao thích Diễm Khanh vì thấy cô ta dễ thương, nhưng còn bây giờ tình cảm đó đã qua rồi. Trời ơi anh ơi. Như em tức quá. Để anh cái đồ bắt cá hai tay. Nhưng mà mày có biết tính Lý Lệ như thế nào mà? Ừ, tao sẽ làm cô ta thay đổi. Chuyện của tao, hai vợ chồng đừng có để ý đến nữa. Hả? Mày đừng có nhắc tới chuyện Diễm Khanh trước mặt tao, tao không muốn nghe đâu, phiền phức lắm. Trời Khang ơi Khang, mày thay đổi quá nhiều rồi Khang à. Mày sao vậy? Tao vẫn vậy mà. Vẫn vậy. Không thể nào mày có thể bỏ mặc bạn bè như vậy được. Mày sai rồi, tao chỉ không quan tâm đến Diễm Khanh, nhưng còn hai vợ chồng tụi bay thì tao vẫn như vậy. Có chuyện gì cần cứ nói với tao. Không cần. Mày làm tao quá bất ngờ. Tao còn rất nhiều chuyện để mày bất ngờ, nhưng cứ từ từ mà đợi đó. Nói trước không hay đâu. Thôi tao về đây. Về đi. Chờ tao đuổi hả? Chờ tôi lấy muối gạo tôi rải hay sao? Về đi. Dậm dọn gì? Đi. Về nhé. Trời ơi, Cái mặt thấy ghét quá. Trời ơi. Trời ơi, em mệt quá anh ơi. Em làm mệt quá. Uống miếng nước đi, uống miếng nước đen. Ê, chết. Cái đèn phải nước, cà phê. Lộn, nhả vô, nhả. Ừ. Hàng của anh nếu được khách hàng bên đó ưa chuộng, tôi đã tin tưởng không làm chỗ. Tôi đã nói là hàng của tôi có chất lượng rồi mà. Ừ, tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng mà cũng phải tùy theo thị hiếu của người dùng. Anh cũng biết khách hàng là thượng đế mà. Chúng ta là dân kinh doanh nên hiểu rõ mà. Hôm nay tôi tới là để bàn với anh về chuyện hợp tác. Tôi muốn đặt ở công ty một số lượng hàng khá lớn. Chuyện nhỏ thôi. Công ty của tôi là công ty có tầm cỡ, chắc chắn sẽ đáp ứng đủ nhu cầu của anh. Chúng ta sẽ bàn chuyện này sao? Trước hết là anh có thể cho tôi hiểu sơ về công ty của anh được chứ? Chuyện này có cần thiết không? Như vậy là anh không biết rồi. Chúng tôi làm việc rất là nguyên tắc và cẩn thận. Nếu chưa hiểu rõ về một công ty nào đó thì chúng tôi sẽ không hợp tác với họ. Nhưng chuyện này chúng tôi chỉ tìm hiểu về khâu sản xuất và một số khâu nhỏ thôi. Anh không đồng ý cũng được, tôi sẽ liên hệ với công ty khác. Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lời yêu cầu của anh. Mời đi theo tôi.
Ăn đi em. Sao kỳ vậy? Sao tự nhiên ngồi chỗ ổn đóng vậy? Không chịu ăn cơm làm sao? Tức. Tức vụ gì? Tức Hiểu Khang chứ tức vụ gì? Tự nhiên cứ đối xử với con ta như vậy đó. Bực bội ăn cơm không vô luôn. Em ngộ quá, chuyện tình cảm của người ta mắc mớ gì tới chuyện ăn uống của em mà ăn cơm không vô. Anh không có nghe Hiểu Khang nói chuyện hả? Thấy gì? Thờ ơi với con nhỏ như vậy nữa. Bây giờ chắc nhỏ đang buồn rầu dữ lắm á. Thì em cũng biết mà, chuyện tình cảm khó nói lắm đúng không? Nghe xong cái chuyện đó thì anh cũng thấy tức ké y chang như em vậy đó. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy thằng Khang nó có quyền riêng cho nó chứ. Nó muốn làm gì nó làm chứ, đâu phải theo sự áp đặt của em được. Nhưng mà không có quyền làm người ta đau khổ. Anh đó nghe chưa? Đồng, đồng chứ không phải Hiểu Khang. Tự nhiên cái bỏ rơi con nhỏ. Giờ chắc đang buồn lắm đó. Nói chung thì anh cũng xót xa cho Diễm Khanh lắm. Nhưng mà biết sao giờ, chuyện tình cảm mà. Để hai đứa tụi nó tự giải quyết với nhau đi. Bởi vậy mấy đứa đàn ông mấy anh đó nghe chưa, làm cho người ta đau khổ làm gì hả? Giả vờ quan tâm tới người ta làm gì? Để cho người ta thầm thương trộm nhớ là bỗng cứ biến mất tiêu à? Anh cứ phải Hiểu Khang. Xin lỗi. Em đừng có vơ đũa có nắm được không? Anh chứ đâu phải thằng Khang đâu. Anh với bạn của anh là chung một ruột đó. Anh chơi với bạn mà anh không biết dạy bạn. Anh dạy lại bạn đi. Dạy lại cho ông Hiểu đi. Nghe chưa? Công nhận, đàn bà và tiểu nhân là hai thứ ghê gớm nhất trên đời. Cái gì? Hả? Đâu nói gì đâu. Tin này đúng là tốt lành. Anh sẽ cho người theo dõi nó. Anh định làm gì? Tạm thời thì anh chưa làm gì. Nhưng em cũng đừng đi tới chỗ đó nữa. Sao vậy? Em phải cho nó tin chắc rằng nó an toàn, không ai biết chỗ nó đang ở. Có như vậy nó sẽ không đề phòng. Khi biết ai đứng sau lưng, anh sẽ hốt trọn ổ. Trời ơi, công nhận ông xã em thông minh thiệt á. Không cần phải khen đâu. Anh Hiểu Khang nè. Hả? Anh có biết không, hôm bữa em gặp con Diễm Khanh ở ngoài đường á. Vậy hả? Cậu có làm gì em không? Nó mà dám hả? Vậy thì có chuyện gì? Nó hả? Nó ức hiếp em giữa đường đó anh. Nó làm em mất mặt trước mọi người luôn. Trời đất, có chuyện đó nữa hả? Nó nói xấu em đủ điều hết á. Nó nói á hả, là em cướp người yêu của nó. Anh hiểu không? Mọi người xúm lại dòm. Thật sự lúc đó em chỉ muốn độn thổ thôi. Cậu dám làm như vậy cho em nữa hả? Chưa hết đâu. Nó hả? Nó còn nói hả là mai mốt sẽ đuổi em ra khỏi nhà nha. Nó nhất định sẽ cướp lại căn nhà đó. Vậy hả? Bây giờ em sợ lắm. Ra ngoài đường em cảm thấy sợ. Đến lúc em sợ nó làm em bể mặt với mọi người. Thôi được rồi, em đừng lo nữa. Từ đây về sau anh không để chuyện đó xảy ra đâu nha. Có anh rồi em không lo gì nữa hết á. Anh đang xem gì vậy? Uống ly cà phê cho nó tỉnh táo. Anh đang xem kế hoạch bên công ty của ông Tường. Ông ta có vẻ rất tin tưởng anh đó. Anh là khách hàng lớn mà. Cực cho anh quá. Anh vì em mà bỏ cả công sức và tiền của nữa. Chuyện của em cũng là chuyện của anh. Tự nhiên có được đứa con gái thì anh phải lo cho cả hai mẹ con chứ. Anh à, hình như em luôn là gánh nặng cho anh.
Thôi, anh không thích em nói như vậy nữa đâu nghe. Ừ. Thôi, em đi ngủ sớm đi. Ừ. Anh chưa ngủ sao? Anh có chuyện phải làm, em đi ngủ trước đi. Ừ, nhưng mà anh nhớ đừng có thức khuya quá nha. Ừ. Lúc nào sao Quang cũng thấy Khanh buồn vậy? Hay là Khanh nhớ Mai Ly? Ước gì bây giờ tôi được đi lên Đà Lạt. Tôi với Mai Ly đi lên đồi thông, nói chuyện dớ dẫn, không nghĩ ngợi gì hết. Nói chung là sẽ vô tư á. Nhưng chắc là không được rồi. Tại vì bây giờ cả hai đứa đều có chuyện buồn. Gặp Khanh tôi thấy rất lạ, mà anh Khang cũng vậy. Anh Khang sao? Lúc này anh Khang hay đi chung với Lý Lệ lắm. Nghe nói đâu là ba của Lý Lệ cũng đưa anh Khang vô công ty làm nữa. Chắc anh ta đang hạnh phúc. Có lẽ vậy. Lúc nào cũng thấy anh Khang đi bên cạnh Lý Lệ, thấy hai người quấn quýt với nhau lắm. Vậy sao? Thật tình tôi không hiểu sao một người sâu sắc như anh Khang lại có thể yêu một người rỗng tết như Lý Lệ. Kệ anh ta đi, Khanh không có muốn nghe chuyện của anh ta nữa. Anh chạy nhanh một chút xíu đi, Khanh thấy hơi mệt. Khanh sao vậy? Không có gì đâu, anh chạy nhanh đi. Chào anh. Chào cô. Cô làm ơn kiểm tra coi số tiền người ta chuyển khoản cho tôi đã tới chưa. Dạ anh vui lòng chờ chút ạ. Cô làm ơn nhanh nhanh giùm tôi, tôi đang bận lắm. Dạ em đang kiểm tra anh. Dạ tài khoản anh không có tiền anh ơi. Không, người ta báo với tôi là đã chuyển mấy ngày rồi. Cô thử kiểm tra lại coi. Dạ tài khoản của anh không thấy có số tiền nào chuyển vào hết. Ủa sao kỳ vậy? Con sao vậy Khanh? Con mất ngủ hả? Con có sao đâu, mẹ đừng lo cho con. Không sao. Trời ơi, mắt thâm quần đen hết trơn rồi kìa. Con biểu mẹ không lo làm sao được. Có gì nói cho mẹ nghe đi. Khanh à, có chuyện gì nói cho mẹ nghe coi. Mẹ. Bình tĩnh nói cho mẹ nghe coi. Chuyện gì? Tại sao người ta lại thay đổi nhanh như vậy hả mẹ? Con muốn nhắc đến tên của anh ta, vậy mà cứ nghe người ta nhắc tên anh hoài à. Con muốn quên cũng quên không có được. Con đừng có trách Hiểu Khang. Có khi Hiểu Khang cảm thấy là hai đứa không có hợp nhau nữa. Cậu ta có quyền đi tìm hạnh phúc cho mình mà. Nhưng mà tại sao anh ta lại chọn Lý Lệ? Anh muốn chọc tức con sao? Con đừng có nghĩ như vậy. Nhiều khi Hiểu Khang thấy con không có hợp với anh ta. Mà Lý Lệ thì tụi nó có môi trường hai đứa tiếp xúc gần gũi nhiều, cho nên cậu ta thấy Lý Lệ có nét dễ thương thì sao con? Lý Lệ có gì dễ thương đâu. Cô ta hung dữ đanh đá. Bạn con ai cũng nói vậy hết. Mà sao anh Khang không thấy? Không phải vậy đâu con. Mỗi người đều có một nét đẹp, nét dễ thương riêng mà. Mẹ nghĩ con nên quên cậu Khang đi con à. Con muốn yên tĩnh một lát, mẹ đừng lo cho con. Ừ, thôi để mẹ ra ngoài. Thank you.
Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì? Tôi nhờ cậu theo dõi cô gái này. Nhớ là không được để động đó. Ông tưởng tôi mới vào nghề hả? Được rồi, ông yên tâm đi. Tôi sẽ báo cho ông kết quả việc sinh hoạt của con nhỏ này. Vậy thì tốt. Đây, cậu cầm lấy. Khi nào xong việc tôi sẽ đưa thêm. Ủa anh, sao nãy em thấy anh về trễ quá vậy? Bộ nhiều việc lắm hả? Công việc thì ngập đầu, có ai phụ tôi đâu. Nè, chẳng phải anh nói là thằng Khang nó làm rất được việc, sao không để nó phụ anh? Nó làm giỏi thiệt, nhưng mà công chuyện này rất quan trọng, anh không thể đưa nó được. Chứ lại nó là người ngoài mà. Anh đó nha, ai anh cũng nghi ngờ như vậy thì lúc nào anh mới tìm được người tài. Em nói thiệt đó nha, thà là anh tin tưởng thằng Khang còn hơn là tin tưởng cái đám đệ tử của anh ở cơ quan á. Bà nói cũng phải, nhưng tôi phải thử thách nó thêm một thời gian nữa mới được. Trời, anh thiệt tình đa nghi như Tào Tháo vậy đó. Thôi không nói chuyện với bà nữa, tôi đi tắm đi. Anh, sao anh buồn vậy? Từ chiều tới giờ anh không nói tiếng nào với em hết rồi. Làm việc cho công ty ba em lâu nay vẫn không được ông ta tin tưởng, anh cảm thấy buồn quá. Anh nói làm sao á? Chứ về nhà ba em khen anh hết lời mà. Vậy hả? Ba em khen anh á, vừa thông minh nè, nhạy bén, lại siêng năng nữa. Ba em khen anh nhiều thì sao chứ? Ông ta vẫn còn chút gì đó đề phòng anh. Nhưng mà anh chỉ muốn vào công ty làm việc để học hỏi kinh nghiệm mà thôi. Để sau này khi hai đứa mình cưới nhau, anh sẽ mở một công ty riêng để lo cho em có cuộc sống thoải mái hơn thôi. Sao ba em lại đề phòng anh chứ? Thì đó, anh làm việc cho công ty mà không bằng một nhân viên quèn nữa, làm riết anh cũng thấy chán. Tại sao ba em lại làm như vậy chứ? Anh yên tâm đi, để em nói với ba cho. Anh biết là em tốt với anh, nhưng thôi em đừng có nói. Anh không muốn là ba em hiểu lầm là anh lợi dụng em. Không có được, anh là người như thế nào em hiểu rõ nhất mà. Em sẽ có cách nói với ba. Thôi được, tùy em ha. Vậy nha, giờ coi như chuyện này đã xong rồi đó. Anh không có được buồn nữa đâu á, anh phải vui lên chứ. Vui lên với em đi. À, hay là mình đi vũ trường đi. Vũ trường hả? Ừ. Được á, đi. Mình đi liền đi. Thấy được không chị? Cũng được á. Hiểu Khang. Ừ. Anh thấy em sao? Tóc đẹp hợp với em đó. Xong rồi đó, mình đi. Ừ. Anh gửi tiền. Dạ, 100 anh. Nè. Dạ, em cảm ơn anh. Khỏi thôi. Dạ, em cảm ơn, chúc anh chị vui vẻ. Anh làm ơn dừng lại giùm tôi đi. Có chuyện rớt đó. Mình về đi mẹ, con muốn về nhà. Vậy cũng được, thôi mình về. Cậu cho tụi tôi về chỗ cũ nha. Anh, tụi mình đi ăn đi. Đi ăn hả? Ừ. Chắc là không được rồi, anh phải về công ty nữa. Vậy là sao? Vậy là bỏ một mình hả? Tại sao lại bỏ một mình? Bây giờ anh đưa em về nghỉ ngơi, rồi tối đi hát. Tối anh đưa em đi ha.
Tha cho anh đó. Vậy mới ngoan chứ. Đừng có đau khổ nữa con à. Con phải khẳng định cậu ta là người không có thể tin cậy được. Con phải ám thị là con quên. Rồi con sẽ quên. Từ từ con sẽ lấy lại cân bằng. Con còn trẻ mà. Con sẽ gặp người khác hợp với con hơn. Con tin mẹ đi. Mà tại sao con lại thấy cảnh đó chứ? Con hận hai người đó lắm. Ủa, đi chơi về sớm vậy con? Qua đây mẹ nói chuyện con chút nè. Anh Khang đưa con về rồi anh tới công ty rồi. Ừ. Người ta siêng năng vậy mà ba cứ ém tài người ta không à. Trời ơi, gì mà ém tài. Ba con á là tin nó lắm luôn á. Ừ, tin. Tin mà cho làm mấy chuyện lặt vặt không à. Thì cái cách làm việc riêng của ba con làm sao mẹ con mình hiểu được. Mà con thấy ba làm sao đâu á. Đáng lẽ ra ba phải cho ảnh một cái chức vụ gì đó trong công ty cho người ta còn nể ảnh nữa chứ. Được rồi, để có gì mẹ nói với ba con cho. Mẹ nói đi, nói nhiều nhiều lên. Nói sớm lên giùm con một cái. Sau này dù sao thì anh Khang cũng là con rể của ba mà. Ba chiếu cố ảnh chút coi như là việc con đi. Được rồi cô nương. Tôi hứa là tôi nói được chưa. Bây giờ là ba con đang bận nhiều việc, cho nên là không có để ý gì tới thằng Khang thôi à. Con không có muốn á, vì ba mà anh Khang không có vui. Cái con này, đã nói là mẹ biết rồi, nói hoài à. Mẹ, chị con Khanh sao rồi? Ba có tìm được chỗ ở của nó chưa? Ba mà tìm gì? Mẹ tìm ra đó. Bây giờ ba con á, đang cho người theo dõi nó đó. Thiệt hả? Vậy mẹ cho con địa chỉ của nó đi. Gì à? Con sẽ cho nó biết tay. Thôi 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 thôi. Nè, ba con đang cho người theo dõi nó nha. Con đừng có làm lớn chuyện à. Trời cái ơi, ý ổng không có được đâu đó. Khổ quá à. Sao mà cái gì mẹ cũng sợ ba hết vậy? Cứ cho địa chỉ cho con đi. Nè, mẹ nói không được là không được nha. Không có nên làm như vậy. Bây giờ xem nó đang làm cái gì. Phải theo dõi nó một thời gian, coi động tĩnh sao đó. Thôi mệt quá à. Ba mẹ thích làm gì thì làm đi. Dù gì bây giờ anh Khang á, ảnh cũng không có thèm con nhỏ đó nữa. Con nhỏ này thiệt tình, lớn rồi mà như con nít vậy. Không có trưởng thành lên chút xíu nào hết trơn á. Con xin chúc mừng hợp đồng thành công. Chúc mừng anh. Không ngờ làm ăn với công ty của anh thật là nhanh chóng. Đương nhiên rồi, công ty tôi luôn đảm bảo thỏa mãn nhu cầu của khách hàng mà. Nhất là khi công ty tôi có thêm một trợ thủ đắc lực như là Hiểu Khang đây, tôi rất là yên tâm. Có Hiểu Khang, anh như có thêm một cánh tay đắc lực rồi. Anh nói đúng, Hiểu Khang rất là có tài. Giao việc cho nó tôi rất là yên tâm. Hai bác đừng có khen con nhiều quá. Con chỉ là lính mới vào nghề mà thôi, cho nên kinh nghiệm còn thiếu nhiều lắm. Có những người á, kinh nghiệm thương trường á thì ít, nhưng mà kinh nghiệm từng trải ở đời á thì nhiều. Nhiều thủ đoạn thì vẫn được coi là một kẻ có tài chứ, đúng không? Dạ thưa bác. Vậy theo bác, con ở trường hợp nào ạ? Chuyện đó thì cậu biết rõ hơn ai hết. Thôi được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ tôi mời anh đến nhà hàng để ăn mừng cái buổi ký kết hợp đồng này. Rất tốt. Dạ. Mời anh.
Vô. Dạ. Chú đưa đây tôi làm cho, tôi muốn tập thể dục luôn. Thôi bà chủ cứ để tôi làm, bà chủ vô nghỉ ngơi đi. Thôi, vô đưa đây tôi làm cho, vô vô trỏng nấu cơm đi. Dạ cơm tôi nấu xong hết rồi. Thôi, bà chủ để tôi làm cho mà. Thôi, để tôi làm cho, vô muốn làm gì thì vô trỏng vô làm đi. Rồi sẵn tôi tập thể dục luôn, không sao đâu. Vô dạ, vô trỏng làm bà gì chủ thì làm đi. Tôi lên với Diễm Khanh. Vô dạ. Vô coi cái Diễm Khanh nó cần gì. Dạ, bác để đó con. Đưa cậu đi theo đúng là không uổng công. Dạ, con cũng không biết nói sao để cảm ơn bác nữa. Cũng chính nhờ có bác mà con có dịp thể hiện năng lực của mình. Con Lệ nói rất đúng. Cậu rất thông minh, lại nhanh nhẹn. Ông Bách rất là thích cậu. Dạ, nếu có dịp để đi gặp khách hàng như vậy á, thì con có cơ hội để học thêm nhiều kinh nghiệm nữa rồi. Cậu cứ yên tâm, tôi sẽ để cậu đi gặp khách hàng thường xuyên. Nhưng phải cố gắng lên nha. Dạ, con nhất định sẽ cố gắng. Bộ có chuyện gì sao bác? Công chuyện ở miền Tây á, làm ăn không được tốt lắm, cho nên bác thấy hơi lo. Sao vậy bác? Gỗ ở đó chất lượng không có tốt, người dân lại không thích bán cho mình. Có lẽ phong thủy công ty mình không còn tốt như xưa nữa. Bác cũng tin chuyện phong thủy nữa hả? Dĩ nhiên rồi. Về kinh doanh á, ai mà không tin chuyện đó. Nó rất quan trọng. Dạ. Chắc bác phải kiếm một ông thầy phong thủy về coi mới được. Em có sao không? Bộ giận anh chuyện tối nay không đi chơi với em được hả? Không phải em giận anh, mà em giận Nam Quang á. Không biết quan gia ngõ hẹp cái kiểu gì, lúc nào cũng gây chuyện với em. Ủa, chẳng phải em với Nam Quang rất thân nhau sao? Ai biết, nói gì cũng kiếm chuyện gây với em hết. Nó nâng Nhiễm Khanh lên á, rồi hạ em xuống. Nói chuyện hồi em nổi điên lên à. Tại sao lại liên quan tới Nhiễm Khanh? Còn có sức ảnh hưởng đến vậy hả? Chẳng lẽ vì cổ mà em và Nam Quang kịch giống với nhau? Bởi vậy mới nói. Mà anh nữa, Nam Quang có gì hay mình cứ nâng đỡ anh ta hoài à. Anh có cách làm việc riêng của anh mà. Anh thấy Nam Quang thật sự có tài đó chứ. Mai mốt quá anh đừng có đưa những bài hát mà anh sáng tác cho nó nữa, em không thích. Em cũng biết anh là người công tư phân minh. Anh không thích em, em phải làm những gì mà anh không thích đâu nha. Nhưng mà anh không thấy là anh ta hiếp em hả? Rõ ràng là anh ta hiếp em mà. Em đừng nói tới chuyện đó nữa được không? Nhưng mà... Thôi được rồi, tối nay em về em ngủ một giấc là quên hết liền à. Ngày mai anh tới chợ em đi ăn sáng. Nhưng mà em tức lắm. Quen đi cưng. Vú, con tính đi đâu vậy? Dạ con định đi chùa với mẹ. Vú thấy mẹ con chuẩn bị xong chưa vú? Vú còn không để ý nữa. Đâu con sang bên phòng bà chủ coi. Dạ. Dạ con đi nha vú. Em có đi ra ngoài á thì nhớ cẩn thận nghe. Bây giờ tai nạn giao thông nhiều quá. Em tính đi đâu vậy?
Em đi chùa với anh Khanh. À, sáng nay em có tới công ty của ông Tường chứ? Anh đang tìm hiểu về công ty đó mà. À, có chuyện này anh không biết có nên nói không? Chuyện gì vậy anh? Hôm rồi á, anh có đi với ông Tường ở nhà hàng. Có cả Bạc Hiểu Khang nữa đó em. Cô ta làm gì trong đó? Nó đi với ông mà. Nó đi chung với ông Tường à? Cũng đúng thôi, nó sắp là người nhà của ông Tường mà. Hiểu Khang rất được ông Tường tín nhiệm mà. Ông còn nói với anh chuẩn bị đưa nó lên làm quản lý công ty đó. Vậy sao? Ông còn giới thiệu nó là con rể tương lai nữa. Con Khanh mà biết được chuyện này thì nó sẽ buồn lắm. Nhưng mà có một chuyện anh không hiểu. Khi gặp anh, nó làm như là không quen biết anh vậy. Cũng lạ. Nếu nó đã thân thiết với ông Tường như vậy thì khi gặp anh, nó phải giành mặt anh chứ. Cũng có thể là cậu ta còn một chút lương tâm. Hy vọng là như vậy. Cậu nói nhà Diễm Khanh còn có hai người phụ nữ và một người đàn ông trung niên. Chính xác là như vậy. Tôi cũng đã theo dõi căn nhà đó mấy ngày rồi mà. Hai người đó là ai? Hai người phụ nữ. Nhưng mà một người phụ nữ thì giờ sang trọng và quý phái lắm. Giống như mấy người quyền cao chức trọng vậy đó. Không lẽ là bà ta? À, cậu nè, cậu tiếp tục theo dõi nhà đó và nhớ chụp ảnh người đó cho tôi. Cái gì chụp ảnh nữa? Ừ, thì tôi sẽ tăng tiền cho cậu. Cậu cứ làm theo ý tôi đi mà. Đây, cậu cầm lấy. Coi như là tiền boa tôi cho cậu uống cà phê thôi mà. Ừ? Cứ vậy đi. Cảm ơn. Đây. Mô Phật, xin trời Phật phù hộ cho gia đình con gặp nhiều may mắn, cho kẻ ác sẽ phải đền tội. Nam Mô. Cầu trời Phật phù hộ cho con gái con là Diễm Khanh được bình yên, sống vui vẻ. Cầu trời cho nó đừng lận đận trong tình duyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Bồ Tát ơi Bồ Tát, cầu xin người cho con quên hẳn anh ta. Tốt nhất là người hãy xóa sạch hình ảnh của anh ta trong đầu của con. Xong chưa con? Mẹ, con muốn ở đây thêm chút nữa. Chi vậy con? Vì ở đây con thấy lòng mình thanh thản hơn. Ừ, cũng được. Vậy mình đi vòng quanh chùa đi con. Dạ. Đi con. Vô đi. Dạ, mời thầy vào. À. Dạ, mời thầy ngồi. À, cảm ơn. Chào giám đốc. Ai vậy? Dạ, thưa đây là ông thầy phong thủy. Con mới mời về. Ồ, chào thầy. À, chào. Bác biết không, thầy đây là người có rất nhiều kinh nghiệm trong việc xem phong thủy. Mời được thầy về không phải là chuyện dễ. Vậy thì hay quá. Mấy bữa nay bác cũng đang định tìm thầy phong thủy
nhưng mà không biết tìm ở đâu. Dạ, đúng là công ty này có một chút vấn đề. Ồ, thầy cũng thấy như vậy sao? Bây giờ mình phải làm sao đây thầy? Ông cứ yên tâm, mấy chuyện này không có gì là ghê gớm đâu. Tôi sẽ xem kỹ và chỉ cho ông cách sửa chữa. Vậy thì hay quá. Nếu thay đổi phong thủy mà tôi gặp được nhiều may mắn thì tôi sẽ hậu tạ thầy rất nhiều. Kìa bác, bác đừng có nói vậy. Thầy đây không coi trọng chuyện tiền bạc đâu. Hay là mình đưa thầy đi xem đi. Dạ. Không cần đâu. Ông và cô Khang cứ ngồi yên tại chỗ. Tôi muốn nơi này thật yên tĩnh để quan sát kỹ mà. Dạ. Dạ. Mình cứ làm theo lời thầy đi bác. Khi nào cần thầy sẽ gọi mà. Nè con, con tìm ông thầy ở đâu vậy? Dạ, thầy đây là người rất nổi tiếng. Con phải ra tận Đà Lạt để rước ông ta về đó. Lúc đầu thầy không có chịu đi vì ngại đường xa. Con năn nỉ mãi thầy mới chịu đi đó. Cực thân con quá. Ta sẽ không quên ơn con đâu. Dạ, đâu có chuyện gì đâu bác. Cái ghế ông đang ngồi có vấn đề đó. Đưa lên đi con. Mẹ. Gì con? Sao con có cảm giác giống như có ai theo dõi mình hay sao á? Có cảm giác lạ lắm á mẹ. Có ai đâu con. Nhưng con có cảm giác là có ai theo dõi mẹ con mình từ hồi đi chùa về tới giờ luôn á. Chắc con khẩn trương quá nên có cảm giác như vậy chứ có ai theo dõi mình đâu. Chắc là tại con ngộ nhận á. Thôi mình vô nhà đi mẹ. Con. Còn cái phòng này phải được sửa lại càng nhanh càng tốt. Nếu làm theo lời thầy á thì chắc chắn công ty sẽ hưng thịnh chứ. Ông có quyền không tin tưởng tôi mà. Ý tôi không phải là như vậy. Nói thì nói vậy thôi, chứ thật ra ông cứ yên tâm. Tôi đã lặn lội xuống tới đây để xem thì bao nhiêu điều xấu sẽ tan biến hết. Cứ nghe theo lời của tôi thì phong thủy của công ty sẽ tốt lên thôi. Dạ, chắc chắn tôi sẽ làm theo lời thầy rồi. Dạ, cảm ơn thầy. Tới giờ cậu phải đưa tôi về rồi đó. Nhớ làm theo lời tôi dặn. Có điều gì không hiểu cứ điện thoại alo cho tôi, tôi sẽ giải đáp trực tiếp cho. Dạ, tôi biết làm gì rồi mà. Dạ. Dạ, thưa bác con đi. Dạ, xin mời thầy. Được truyền quá mạnh. Nếu so với các trận đấu mà chúng ta đã được theo dõi ở những ngày trước như đội tuyển Đức gặp đội tuyển Anh, rồi Argentina, dạ, Mexico và ông chủ kêu con gặp Chile, lên kêu bà chủ xuống coi. Rõ ràng là tốc độ trận đấu nó ngày càng thấp hơn rất thời gian kiểu sức bóng cũng cho thấy Paraguay đang có đến 60% thời gian không chế bóng ở trên sân, trong khi đối với Nhật Bản họ chỉ có 40%. Bà chủ ơi, ông chủ kêu bà nè. Sẽ không có. Bà chủ ơi, ông chủ kêu bà nè. Biết rồi. Lối chơi của các đội. Cái gì vậy? Em đang tính đắp mặt nạ dưa leo, hối xuống như quỷ vậy. Cái con này nè. Bà cũng bày đặt làm mấy cái chuyện con nít đó được hả? Trời đất ơi, phụ nữ thì phải biết cách làm đẹp chứ. Không thì tệ lắm đó. Với lại ai mà không muốn đẹp.
Thôi, đừng nói chuyện đó nữa. Tôi có chuyện này muốn nói với bà nè. Chuyện gì vậy? Có quan trọng không? Quan trọng. Quan trọng xong lên phòng nói. Đây là nhà của mình, nói đâu mà chẳng được chứ. Vậy nói đi, chuyện gì? Hôm qua tôi nhận được tin của thám tử. Cậu ta nói con Diễm Khanh á, đang sống chung với hai người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông trung niên. Trời đất ơi, gì mà sống chung đông vậy? Mà họ là ai? Ủa, em nhớ con Khanh đâu có người thân gì đâu ta. Hai người phụ nữ đó chắc chắn á, là có bà vú ở trong đó. Vậy còn người kia là ai? Tôi đang nghi ngờ không biết bà đó có phải là bà Nhã không nữa. Trời ơi, anh giỡn hay sao vậy? Tự nhiên xuất hiện bà Nhã gì ở đây? Bà Nhã chết rồi. Tôi chỉ đoán vậy thôi. Bà nghĩ đi, ngoài bà Nhã ra con Khanh đâu còn ai thân thích nữa. Theo thám tử cho biết á, cái người phụ nữ này thì rất đẹp lại quý phái nữa. Nên tôi suy luận như vậy thôi. Chẳng lẽ bà ta còn sống rồi về đây muốn trả thù mình hả? Vô lý. Em nhớ là chính anh đi chôn xác bả rồi mà. Thì tôi cũng ngạc nhiên vậy đó. Cứ cho là người đàn bà đó không phải là bà Nhã đi. Còn người đàn ông kia là ai? Sao mọi chuyện tự nhiên rối lên vậy ta? Còn Diễm Khanh này, ghê gớm thiệt. Nó tìm được người hậu thuẫn, bởi vậy nó mới dám về đây thấy không? Bây giờ mình đang sợ ngược lại nó, không biết nó đang suy tính gì nữa. Nè, sao anh nói với thám tử chụp hình lại cho mình coi? Như vậy mình biết rõ ai luôn. Cái chuyện bà nói á, tôi đã nhắc rồi. Bây giờ á, chỉ còn cách là chờ thám tử đem hình về rồi tính tiếp. Sao em lo quá, lại chuyện nữa rồi. Sắp tới là ăn không ngon ngủ không yên nữa nè. Có gì đâu mà phải sợ chứ. Cho dù đó là bà Nhã đi nữa thì làm gì được tôi chứ. Trời ơi, tự tin quá. Bà không tin vô tôi sao? Em chỉ mong được sống bình yên thôi. Chào chú. Lại gặp cậu nữa rồi. Hình như tôi và cậu rất có duyên. Chú thấy như vậy sao? Công việc ở đây cậu cảm thấy vui chứ? Nhưng mà hình như cậu không hợp với công việc ở đây. Hình như là con thấy chú không hợp với ngành này lắm. Tôi cũng đang thử sức mà. Thì con cũng vậy. Vậy sao? Lòng người khó đoán thật. Thay đổi một cách nhanh chóng. Chỉ tội con Khanh nhà tôi buồn rầu quá mà không khuyên bảo được. Chú nói gì con không hiểu. Nếu như chú tới đây vì công việc thì con sẽ xem chú như là đối tác, con sẵn sàng tiếp. Còn những chuyện khác thì xin miễn bàn. Cậu giỏi lắm. Thế mẹ con mới về. Con mới đi chơi với Nam Quang hả? Dạ. Mẹ thấy cậu ta hay tới tìm con lắm á. Mẹ mặc kệ anh ta đi. Con về phòng đây. Khanh, sao con nói vậy? Mẹ thấy cậu ta là người tốt đó. Con đừng có lạnh lùng với người ta như vậy. Sao tự nhiên bữa nay mẹ đề cập đến chuyện này vậy? Anh ta chỉ là bạn đơn thuần thôi, không có chuyện gì hết á. Mẹ biết, nhưng mẹ muốn... Con mệt quá, con đi lên phòng nghỉ nha. Thằng Khanh có sức ảnh hưởng như vậy sao? Rồi không lẽ nó cứ sống suốt đời kiểu này? Thiệt, nếu mà gánh được cái khổ của con, mẹ cũng gánh nữa Khanh à. Con ra làm gì vậy?
Dạ con đã kiểm tra lại bản vẽ của thầy phong thủy đó mà, coi là nên sửa lại cũng như là sắp xếp lại như thế nào. Dạ ngày mai con bắt tay vào sửa chữa ngay cái bàn này ạ. Mấy cái chuyện này á, con đưa mấy người làm công làm được rồi. Nếu cần thì cứ bỏ đi, mua cái mới cũng được, có bao nhiêu tiền. Dạ không được đâu bác, con đã hỏi kỹ ông thầy phong thủy rồi. Nghe nói là mấy bàn ghế này rất hợp với bác, nếu mà bỏ đi sẽ mất đi sự hưng thịnh đó bác. Vì vậy mà chỉ cần sửa đi vài chi tiết thôi là có thể sử dụng được. Nếu như nhờ những người khác làm thì con không an tâm, rõ làm không kỹ. Cho nên đích thân con làm thì con an tâm hơn. Vậy cực thân cho con rồi. Có gì đâu bác, con cũng kiểm tra sắp xong rồi đó. Dạ cái ghế này chỉ cần sửa lại cái chỗ ta vịn đó là được rồi. Con thiệt là chu đáo. Em lo cho con Khanh quá à. Nó cứ buồn chuyện thằng Khang hoài à. Thằng Khang đâu xứng đáng để nó phải làm như vậy. Em có khuyên nó rồi mà nó không chịu nghe. Em không biết phải làm sao nữa. Thằng Khang bây giờ thay đổi nhiều lắm. Nó hết sức lấy lòng ông Tường. Lúc này nó tỏ vẻ tự đắc lắm. Em thật sự không hiểu nó làm như vậy là vì cái gì. Nó đâu phải là đứa thiếu thốn gì đâu mà phải đeo bám ông ta như vậy. Anh cũng không hiểu nổi nữa. Thấy con Khanh như vậy em lo cho nó quá à. Anh hiểu mà. Nào mọi người nâng ly. Dạ. Em 1, 2, 3. Vô. Mời hai bác. Hôm nay nhà mình vui quá ba ha. Khang à. Dạ. Mai mốt có con thường xuyên tới nhà bác dùng cơm cho vui nha. Chúng ta là người một nhà mà. Dạ con tới hoài cảm thấy làm phiền quá, con ngại lắm à. Có gì đâu, sắp sửa là người nhà rồi. Dạ. Ăn ăn đi. Hai mẹ con biết không hả? Mấy bữa nay thằng Khang á, nó bỏ công sức ra đích thân sửa chữa lại mấy cái bàn ghế làm việc của anh đó. Trời đất, Khang con giỏi dữ vậy đó hả? Dạ chuyện nhỏ thôi mà bác. Trời ơi sao chuyện nhỏ được, cái gì con cũng biết làm hết. Nè Lý Lệ, mai mốt á con là người của Khang rồi á, là hên cho con đó nha. Anh còn bao nhiêu biệt tài nữa mà em không biết vậy? Anh còn nhiều lắm, từ từ em biết ha. Khang nè. Dạ. Sáng mai á con tới công ty nhận quyết định đi. Dạ quyết định gì vậy? Quyết định bác đã giao cho phòng nhân sự rồi. Con sẽ làm phó giám đốc kinh doanh của công ty. Trời ba, ba muốn năm. Dạ, con cảm ơn bác đã chiếu cố. Con sẽ cố gắng học hỏi. Bác tin tưởng con mà. Dạ. Lệ nè. Dạ. Anh sẽ cố gắng học hỏi để cho ra một công ty riêng. Lúc đó em khỏi phải đi hát nữa. Thôi chúc mừng đi nè. Dạ dạ. Con xin mời hai bác. Chúc mừng con. Vô. Chắc là mai mốt tôi sẽ không đi hát nữa. Sao vậy? Bộ bà không thích hát nữa hả? Thì cũng tại anh Khang thôi. Anh thấy tôi đi hát phải đi sớm về khuya, cực khổ quá, anh xót lắm. Cho nên anh cứ nói với tôi đừng có hát. Nhưng mà tại vì tôi thích hát quá nên anh mới chịu. Trời ơi, bà sướng quá nha. Có anh Khang cưng vậy còn đòi hỏi gì nữa. Thì bởi vậy đôi khi tôi cũng cảm thấy hãnh diện về mình luôn á. À, mà mấy người biết gì không? Anh Khang đang làm quản lý cho công ty ba tôi á. Anh Khang định đổi nghề thật sao? Chẳng phải anh thích sáng tác lắm mà. Không biết cái gì mà nói. Kinh doanh chỉ là nghề tay trái thôi, anh vẫn sáng tác. Anh nói á hả, là sau này nếu mà tụi tôi lấy nhau rồi á, thì anh sẽ mở một công ty riêng, vừa điều hành công ty vừa quản lý phòng thu. Sao anh Khang thay đổi dữ vậy ta? Anh thay đổi là vì tôi á, vì tương lai của hai đứa tôi. Dạo này á, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Ngày nào anh Khang cũng qua dùng cơm á. Ngưỡng mộ quá đi. Cho tôi nắm cái tay để hưởng hơi ké nha. Nắm thì cứ nắm đi. Mấy bà mất kiếm được người như anh Khang đâu. Có tôi mới được vậy thôi. Bà chảnh chọe vừa thôi.
chưa gì mà đã tự đưa mình lên cao như vậy rồi. Ê, tôi nói cho ông biết nha, hiện tại bây giờ tôi đang vui, không muốn gây chuyện với ông làm gì. Đừng có xíu chuyện người khác nha. Ờ đúng rồi đó. Thôi mà mọi người đừng cãi nhau nữa nha, mình nói chuyện khác đi ha. Bây giờ mình tám chuyện của ba bà cho tôi nghe nha. Ê, mấy người muốn nghe không? Thôi tôi đi về trước nha. Để tôi kể cho nghe nè. Thế nào thì anh ta cũng kể lại cho con Khanh nó nghe. Đúng là đồ ngốc. Đi lẹ lên đi anh. Đi. Em nhớ anh quá trời luôn á. Em tìm anh có chuyện gì không? Hôm nay em tới để mời anh đi ăn. Ăn mừng. Có chuyện gì mà ăn mừng? Anh mới chỉ là quản lý công ty thôi, em đâu cần phải long trọng như vậy. Trời ơi, cái đó là rất quan trọng trong sự nghiệp kinh doanh của anh mà. Anh mới qua như vậy, anh là số 1 rồi đó, rất đáng phải ăn mừng. Thôi được rồi, hôm nay là chủ nhật, anh rảnh nguyên cả ngày mà lại không có cảm hứng sáng tác nữa. Anh sẽ đi chơi với em cả ngày ha. Trời, anh đáng yêu quá à. Chết, dính rồi nè. Anh đáng yêu quá à. Một mình ta đứng khóc, chỉ một mình ta hay. Gió ru từng sợi tóc, như ru từng ngủ say. Từ khi thằng Khang lên làm quản lý công ty, tôi thấy khỏe gì đâu. Mọi chuyện nó là ổn thỏa hết trơn. Thì đó, vậy mà lúc trước anh không chịu trọng dụng nó. Thì cũng phải thử thách mới biết người ta như thế nào, rồi mới dám nâng đỡ chứ. Nè, như vậy từ nay anh khỏe rồi. Mà em thấy anh nên giao công ty cho nó luôn đi. Bây giờ anh nghỉ dưỡng sức được rồi. Chuyện đó còn xa lắm. Thằng Khang tuy giỏi thiệt, nhưng xét về kinh nghiệm thì nó còn yếu lắm. Với lại nó có phải con rể mình đâu. Trời ơi, cái chuyện đó thì sớm muộn cũng thành thôi mà. Nè, có nhiều chuyện nó không thể thay tôi giải quyết được đâu.
Tôi có cách giải quyết của tôi mà. Lúc nào anh cũng nói câu đó hết á. Mệt quá. Anh coi lại những điều khoản trong hợp đồng đã đầy đủ chưa? Nếu được, chúng ta sẽ tiến hành hợp tác. Tôi sẽ đem về công ty nghiên cứu, rồi tôi trả lời anh sau. Nói thiệt là tôi rất thích làm ăn với anh. Tôi cũng vậy. Thật ra tôi cũng mong được nhanh chóng hợp tác với anh. Tôi sẽ có câu trả lời sớm nhất cho anh. Được, tôi chờ được mà. Liên quan ca nhạc sao? Nghe cũng hấp dẫn lắm đó. À, chuyến này mình tham gia liên quan ca nhạc quốc tế nên chỉ có những ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng được đi thôi. Không cho người ngoài đi hả? Cậu tính cho Lý Lệ theo hả? À, nếu phải như vậy thì sao? À, Lý Lệ cũng cần phải học hỏi mà. Cậu thông cảm giùm, chuyến này cô ấy đi không được đâu, vì không có vé mời. Ngoài này, cậu tính kết cô Lệ thật hả? Cậu hợp với cổ hả? Sao tự nhiên anh hỏi như vậy? Nè, đừng có chơi trò chia rẽ tình duyên nha. Tôi không dám đâu. Chỉ có điều tôi lấy làm lạ, với cá tính của cậu lại có cô người yêu sôi động như vậy à? Chuyện gì thì cũng có trường hợp ngoại lệ mà, đúng không? Cũng phải. Tôi xin lỗi anh nha, tôi ra ngoài một chút. Cậu đi đâu vậy? Chưa bàn xong chuyện kia mà. Tôi ra ngoài rồi sẽ quay lại bàn tiếp ha. Ok, được rồi. Chào anh. Đi một mình sao? Bộ ghét tôi lắm hả? Tôi không muốn thấy mặt anh, cũng như không muốn nói chuyện với anh. Anh đi chỗ khác giùm tôi đi. Sao tự nhiên cậu càng vậy? Bao lâu rồi không gặp cô, cô vẫn như vậy, không thay đổi. Anh muốn kiếm chuyện với tôi phải không? Làm ơn đừng có làm phiền tôi nữa được không? Tôi đâu có làm phiền cô. Chẳng qua là thấy cô ở đây cho nên qua chào một tiếng. Nhưng không ngờ người ta lại mất lịch sự đến như vậy. Đủ rồi Hiểu Khang, anh làm ơn đi chỗ khác giùm tôi đi. Cô có biết không, Như và Đông cứ trách tôi là tại sao lại chọn Lệ mà không chọn cô. Cô mới là người hợp với tôi, nhưng tôi là người khác. Tôi chỉ hợp với một người phụ nữ nào đó thật là hiền diệu, thật là dễ thương. Nhưng cô thì không bao giờ có được điều đó cả. Trơ trẽ. Cô nghĩ mọi người cười tôi hay là cười cô? Anh đi khuất mắt tôi đi. Tôi cũng đâu có thích ngồi ở đây. Bạn tiếp đi. Cái thằng cứ coi đi con. Con tính gom hết siêu thị này về nhà luôn hả? Trời, mẹ này, nhà mình giàu mà, mua giày thẳng tay mới sướng chứ. Biết rồi, nhưng mà con phải chọn. Mẹ thấy cái áo này không có đẹp. Không đẹp hả? Mua giày sáng nó mặc, cứ gom hết đi rồi về lựa. Ngắm nghía mệt thấy mồ. Lỡ đâu nhà báo thấy á thì mình cũng mát mặt. Ờ hả? Vậy thôi, lựa nữa đi con. Nè, cái này được nè.
Cái này nữa nè con. Đẹp không? Đẹp. Lấy. Thôi điểm canh kìa. Nó mặc áo màu hồng đó. Ờ đúng rồi. Đi mà bệnh đi. Nè để cũng xuống, xuống. Lẹ lên. Đâu rồi? Nó đâu rồi? Buông ra để con tìm. Ủa? Trời, nó đâu rồi? Sao mày biết được? Mới thấy nó đây mà. Tức quá mà. Định chọc tức nó mà không được. Bởi vậy, con nhỏ này, ba con không có cho mình tới nhà nó gây sự, thì bây giờ ngoài đường mình gặp nó, mình có quyền mà, đúng không? Con nhỏ đó, đi chút xíu nữa con gặp nó biết tay con á. Đi tìm nó, đi kiếm vòng vòng đi. Đi đây nè. Anh ở phòng ba em hả? Anh vào tắt máy giùm ba em đó mà. Tại mới nãy ba em vào xưởng đột xuất, cho nên sợ một số dữ liệu quan trọng còn hiện trên màn hình. Tại ba em điện cho em, nói là ba em còn đang ở công ty. Em có biết không, từ ngày vào công ty làm á, anh mới biết là ba em cực khổ và rất là bận rộn. Cho nên anh cũng muốn vào phòng để coi dọn dẹp được cái gì dọn cho ba em đó mà. Nhiều lúc tìm ba em bàn công việc chút cũng thiệt là khó. Mới nãy ba em còn ở đây, nhưng bây giờ thì đi rồi. Vậy hả? Vậy thôi mình về đi, cũng trễ lắm rồi. Nhưng mà tại sao em lên đây vậy? Em mới vừa ở phòng thu về, muốn ghé đây rủ anh qua nhà em ăn. Nhưng mà ở ngoài không có gặp anh, nghĩ anh trong này cho nên em vô. Vậy sao? Dạ. Vô đây em mới biết anh á, anh cũng sâu sắc dữ ha, cũng có hiếu với ba em ghê á. Có gì đâu nè. Thôi mình đi đi ha. Đi anh. Sao nhìn của mẹ tội quá. Mẹ, ăn đi mẹ. Con ăn đi, chúc mẹ ăn. Có chuyện gì hả chú? Ông chủ ơi, có người theo dõi tôi. Vú, có người theo dõi vú hả? Vậy vú có biết người đó là ai không? Vú đâu có biết người đó là ai. Vú chỉ biết đó là một người thanh niên. Mấy hôm nay vú phát hiện ra cậu ta theo sau lưng vú hoài hả? Sao mà theo dõi được chứ? Vú có làm với ai không? Làm sao tôi làm được bà chủ. Đâu có ai trùng hợp mà theo mình mấy ngày vậy. Mẹ, mẹ nhớ không? Cái lần trước con với mẹ đi chùa về đó, con nói là có một người theo dõi mình đó mẹ. Chẳng lẽ có người theo dõi căn nhà mình sao? Có lẽ đó là người của ông Tường. Nhưng ngoài ông ta ra, đâu có ai muốn theo dõi gia đình của mình. Ông Tường là người ghê gớm. Bây giờ ông theo dõi nhà mình như vậy, mình phải làm sao hả anh?
Thì ra mấy lâu nay ông ta không có nằm im như mình tưởng. Mẹ thấy lo quá. Có ai đó theo dõi nhà mình hay sao? Cứ yên tâm đi, em đừng có lo. Anh sẽ có cách đối phó. Cách gì vậy anh? Mình có đối phó được không? Em cứ yên tâm đi, mọi chuyện cứ để anh lo mà. Anh, em muốn là mình cưới nhau thật là sớm. Bởi vì em muốn sáng nào thức dậy cũng có anh bên cạnh hết á. Mình yêu nhau thì sớm muộn gì cũng phải cưới thôi. Anh cũng mong là mình cưới sớm, nhưng vì công việc bận quá, anh phải hiểu cho anh. Em hiểu mà. Em chỉ nói vậy thôi, nhưng mà vẫn tôn trọng quyết định của anh. Tìm một người hiểu anh như em có lẽ là không dễ. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không? Anh ơi, anh biết anh nói như vậy làm em hạnh phúc lắm không? Ngày mai anh lên đường đi tham dự liên hoan ca nhạc rồi. Anh đi một tuần lận đó. Cái gì? Mà anh đi ở đâu? Anh đi nước ngoài. Trời ơi, đi xa như vậy mà tới một tuần lễ lận hả? Lâu lắm. Anh cho em đi theo đi. Không được, anh có đề cập chuyện này với người trong đoàn rồi. Chỉ những người nào có vé mời mới được đi thôi. Thì đâu có sao đâu, em mua vé máy bay em đi theo cũng được vậy. Em chỉ cần đi với anh thôi, đâu có cần giữ liên quan gì đâu. Anh biết là như vậy, nhưng mà nếu em đi sẽ làm ảnh hưởng tới chuyện cá nhân của em. Với lại em nhận show cũng nhiều mà. Nhưng mà sao anh một tuần làm sao em chịu nổi. Thôi mà cố gắng lên đi. Em cứ coi như là anh đi chuyến này để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển sự nghiệp đó mà. Thì ghê quá. À, em nè. Dạ. Mấy hôm nay em không thấy thằng Khang tới ăn cơm. Tự nhiên anh thấy nhà mình trống vắng làm sao á. Ba, đang ăn cơm tự nhiên nhớ tới anh Khang, sao con ăn nổi. Nhớ rồi phải không? Nó đi gần cả tuần lễ nay mà cái thằng cũng chịu khó dữ. Anh vì tương lai của tụi con á, cho nên cố gắng nhiều dữ lắm. Không tin á, ba cứ kiểm tra đi. Đó, bởi vậy em thấy con gái mình nó có chỗ dựa tốt, em cũng yên tâm đó. Thật sự anh thấy thằng Khang là một đứa tốt. Có được một người chồng như nó, con gái mình sẽ sung sướng. Ba mừng lắm. Con chọn mà bác phải lo. Anh Khang hả? Giờ này anh chuẩn bị nhiều cho tương lai của hai đứa lắm. Nè, khi này nó về á, ba sẽ lựa lời nói với nó về chuyện đám cưới của hai đứa con. Thiệt hả ba? Con cảm ơn ba. Ba muôn năm luôn. Kìa, nó nôn lấy chồng chưa? Thấy chưa? Đúng là người ta nói không sai mà. Đúng là nữ sinh ngoại tộc. Trời ơi, con gái lớn phải theo chồng chứ đúng không mẹ? Chứ không lẽ bắt con ở nhà bám lấy ba mẹ hoài. Đúng rồi.